Hôm nay nhóm chúng em xin thuyết trình về đề tài thiết kế bộ điều khiển LVR cho hệ con lắc ngược đơn trên xe. Em bị hướng dẫn là tiến sĩ Nguyễn Văn Đông Hải, sinh viên thực hiện gồm Nguyễn Công Danh và Nguyễn Thái Đạt. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm mô hình toán học của hệ con lắc trên xe, bao gồm đây là một chiếc xe chạy theo kiểu tĩnh tiến, ở trên đó có gắn một thanh con lắc. Gồm có các thông số hệ thống như sau. Phương trình đồng học của hệ thống chúng ta sẽ có hai biến, đó là biến x và biến y theo vị trí của con lắc. Thì x sẽ bằng x cộng l nhân sin theta và y sẽ bằng trừ l nhân cos theta. Đạo hàm chúng ta sẽ được x chấm bằng xv chấm bằng x chấm cộng l nhân theta chấm cos theta và yv chấm sẽ bằng l theta chấm sin theta. Động năng của thanh con lắc, chúng ta tính động năng của thanh con lắc bằng 1/2m nhân với tổng của xv chấm bình và yv chấm bình. Động năng của xe là bằng 1/2 khối lượng của xe nhân cho x chấm bình. Động năng quay của thanh con lắc là bằng 1/2 của g nhân cho theta chấm bình. G này chính là moment quán tính của con lắc. Sau đó chúng ta sẽ tính được tổng động năng của hệ thống là ba cái động năng chúng ta vừa tính được ra là T bằng T1 cộng T2 cộng T3. Sau đó chúng ta tính thế năng. Thế năng của hệ thống thì chỉ có con lắc có thế năng là bằng V bằng trừ M nhân GL cos theta. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng toán tử Lagrangian là bằng L bằng tổng của động năng trừ cho thế tổng thế năng của hệ thống. Chúng ta thay các thành phần vừa tính được vào. Sau đó chúng ta sẽ suy ra được hệ phương trình toán học theo phương pháp Euler-Lagrange có d trên dt đạo hàm riêng phần của l trên x chấm trừ đạo hàm riêng phần của l trên x sẽ bằng f trừ c nhân x chấm là bằng lực tác động vào xe. D trên dt nhân cho đạo hàm riêng phần l trên theta chấm trừ đạo hàm riêng phần của l trên theta sẽ bằng trừ b nhân theta chấm. Thì c và b này là thông số của hệ thống đã được khai báo ở trên. Chúng ta tính được là đạo hàm riêng phần của l theo theta chấm là chúng ta đã có l vừa tính được ở trên. Chúng ta đạo hàm theo theta chấm chúng ta sẽ được là m lớn cộng m nhỏ nhân cho x chấm cộng m nhỏ nhân l nhân theta chấm nhân với cos theta. Đạo hàm riêng phần của l theo x bằng 0. Đạo hàm chúng ta tương tự chúng ta sẽ có được tính đạo hàm riêng phần của l theo theta chấm và theta. Sau đó chúng ta tiếp tục tính dt trên dt của dl trên dx chấm là đây là cái phần tử này. Chúng ta sẽ đạo hàm một lần nữa thì chúng ta sẽ được đó là biến đạo hàm theo thời gian thì chúng ta sẽ được x 2 chấm và theta 2 chấm. Tương tự là chúng ta cũng đạo hàm d trên dt của dl trên d theta chấm thì chúng ta cũng sẽ được một biểu thức có theta 2 chấm, theta chấm và x chấm. Sau khi tính được các thành phần, chúng ta sẽ thay vào hệ phương trình toán học của Euler-Lagrange. Chúng ta sẽ thay những thứ vừa tính được vào hệ phương trình toán học của Euler-Lagrange và sau đó viết lại
tách riêng phần x 2 chấm qua một bên, những phần còn lại qua một bên, và theta 2 chấm qua một bên và những phần còn lại thì qua một bên. Chúng ta có thể thực hiện bằng tay hoặc là sử dụng MATLAB để tính toán cho đơn giản. Sau khi đã có được mô hình toán học của hệ xe con lắc thì chúng ta sẽ xây dựng trong Simulink, gồm có một khối có hệ đầu vào là lực ép tác động và có đầu ra gồm bốn thông số, đó là x, x chấm, theta và theta chấm. Sau khi có được mô hình toán học, chúng ta sẽ thiết kế bộ điều khiển LVR để cân bằng con lắc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đưa mô hình toán học của con lắc về dạng dt trên dx. X này thì bao giờ gồm bốn biến trạng thái là x1, x2, x3, x4, tương ứng là x, theta, x chấm và theta chấm. Rồi chúng ta sẽ đưa về dạng là một matrix gồm có f1, f2, f3, f4. Trong đó có f1. F1 là dt dx trên dt chính là bằng x chấm. X chấm tức là bằng x3. Còn f2 là d theta trên dt là bằng d theta chấm, tức là bằng x4. Còn f3 là bằng dx chấm trên dt thì sẽ là x2 chấm. Và f4 là d theta chấm trên dt là theta 2 chấm. Thì chúng ta sẽ thay vào chính là x2 chấm và theta 2 chấm chúng ta vừa rút được ở phần mô hình toán học. Sau đó chúng ta sẽ chọn một điểm làm việc là điểm vị trí cân bằng mà chúng ta mong muốn, đó là 0, x bằng 0, theta bằng pi, theta x chấm bằng 0 và theta chấm bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ tuyến tính hóa hệ thống xung quanh cái điểm làm việc. Theo chương trình d trên dt sigma x sẽ bằng df trên dx hệ điểm làm việc nhân cho sigma x cộng với df trên du hệ điểm làm việc nhân sigma u. Chúng ta sẽ viết lại thành phương trình là x chấm bằng ax cộng bu. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tính toán các matrix A và matrix B. Matrix A sẽ bằng đạo hàm riêng phần của f1 trên x1, đạo hàm riêng phần của f1 trên x2, đạo hàm riêng phần của f1 trên x3, đạo hàm riêng phần của f1 trên x4, cứ tiếp tục như thế, là đạo hàm riêng phần của các f trên các biến trạng thái. Sau đó đạo hàm xong, chúng ta sẽ thay điểm làm việc vào, chúng ta sẽ được matrix A như hình ở đây. Để ngắn gọn, chúng ta sẽ đặt phần tử J nhân cho tổng M lớn cộng M nhỏ cộng với M lớn nhân M nhỏ nhân L bình bằng alpha, chúng ta sẽ được matrix A. Sau đó chúng ta sẽ tính toán matrix B. Matrix B thì sẽ bằng D của đạo hàm riêng phần của F1 chia cho trên F. Lúc này cái lực tác động trên xe nó đang tính theo là U là điện áp, mà cái hệ xe này tác động sẽ bằng hệ xe con lắc sẽ tác động bằng lực, cho nên chúng ta phải cần chuyển về là thành lực tác động là F. Thì đây chúng ta sẽ chuyển thành mô hình không gian trạng thái với đầu vào là lực F, đó là x chấm bằng ax cộng bf. Chúng ta sẽ có một biểu thức chuyển đổi từ U sang F. Chúng ta sẽ lấy cái F này thay vào phần F1, 2, 3, 4. Thì ở trong này chỉ có F3 là chứa phần tử F thôi, chúng ta sẽ thay vào. Và chúng ta sẽ tính lại cái đạo hàm của matrix B để được cái matrix B mới. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ có được hai matrix, đó là matrix A và B.
Chúng ta sẽ thay các thông cái đây bây giờ chỉ gồm các thông số của hệ thống mà chúng ta sẽ thay vào, và chúng ta sẽ được hai mặt trận AB. Sau đó chúng ta sẽ chọn mặt trận điều khiển là mặt trận Q và mặt trận R. Ở đây mình đã chọn sẵn. Sau đó chúng ta sẽ tìm được mặt trận K điều khiển bằng cách sử dụng lệnh K bằng LQR ABQR trong MATLAB. Chúng ta sẽ tính được mặt trận K. Thì chúng ta mặt trận K thì cho hệ điều khiển LQR nó sẽ điều khiển bằng U bằng X, U bằng trừ cái X. Sau khi đã thiết kế được bộ điều khiển cân bằng LQR, chúng ta sẽ thiết kế một bộ điều khiển swing up để cho từ vị lúc ban đầu thanh nó đang ở vị thanh con lắc đang ở vị trí hướng xuống, nó có thể tự dao động để hướng đường lắc lên trên và tự cân bằng. Nếu không có bộ swing up này thì chúng ta phải tác động bằng cách là dùng tay đưa thanh lên gần vị trí cân bằng trước để nó tự cân bằng. Thì chúng ta sẽ làm theo kiểu từ vị trí ban đầu năng lượng nó sẽ bằng không, và bằng cách tạo dao động con lắc nó sẽ hướng tới giá trị năng lượng mong muốn tại cái điểm vị trí cân bằng. Chúng ta sẽ bù trừ cái phần năng lượng vào để con lắc hướng tới được. Chúng ta chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng dưới là vị trí con lắc nó ban đầu, gồm có động năng T bằng 1 phần 2 G cộng M nhỏ nhân L bình nhân cho theta chấm bình. Thế năng lúc này là vì con lắc nó dao động cho nên thế năng lúc này là MGL nhân cho 1 trừ cos theta. Thì có ta tổng năng lượng chính là động năng cộng với thế năng. Năng lượng mong muốn chúng ta đạt được đó là tại điểm cân bằng trên, đó là thành con lắc ra đang ở vị trí cân bằng thẳng đứng hướng lên. Thì lúc này cái theta là vì chúng ta chọn cái hệ trục tọa độ là nó hướng xuống, cho nên vị trí cân bằng trên thanh lắc hướng lên thì cái theta nó sẽ bằng pi. Chúng ta thay vào thì cái năng lượng chúng ta mong muốn đạt được khi ở vị trí cân bằng nó sẽ là MGL nhân 1 trừ cos pi sẽ bằng 2 MGL. Sau đó chúng ta sẽ có một chiến lược xoay con lắc đến vị trí mong muốn. E có năng lượng ER là một điều khiển tỷ lệ U bằng E trừ R nhân cho theta chấm cos theta. Thì E này là tổng năng lượng của con lắc tại vị trí bất kỳ trừ cho cái năng lượng chúng ta mong muốn. Và để năng lượng thay đổi nhanh hơn và cường độ tín hiệu phải lớn, ta sẽ lấy hàm dấu của theta chấm nhân cos theta đồng thời là theo một cái hệ số K-Swing. À, vậy là chúng ta đã thiết kế xong được cái bộ điều khiển swing up cho hệ con lắc trên xe. Chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng các khối trên Smalling. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một khối điều khiển swing up dựa trên năng lượng. Đó chính là phần chúng ta vừa tính toán là U bằng K swing nhân cho E trừ R nhân hàm dấu của theta chấm nhân cos theta. Chúng ta sẽ có một khối hồi tiếp tiến tính của bộ swing up. Sau đó vì cái đầu vào điều khiển bằng điện áp, nhưng mà tác động lên để cho xe di chuyển để cân bằng con lắc thì là lực, cho nên chúng ta phải cần một khối để chuyển từ điện áp sang lực tác động động cơ. Theo cái phương trình mà chúng ta đã có ở trên chính là từ phương trình chuyển đổi từ U sang F. Đây, chúng ta có phương trình điều khiển từ chuyển từ U sang F. Tiếp theo chúng ta có một khối
điều kiện chuyển mạch điều khiển. Khi con lắc đang ở vị trí góc lệch lớn hơn 30 độ so với cái điểm làm việc thì sử dụng bộ điều khiển swing up để đưa con lắc dần lên trên. Khi mà cái góc lệch nó nhỏ hơn 30 độ thì sẽ chuyển qua sử dụng bộ điều khiển LVR để cân bằng cho con lắc. Cái tín hiệu điều kiện so sánh sẽ được lấy từ phản hồi góc theta của khối hệ xe con lắc. Đây là hình mô phỏng của bộ điều khiển LVR con lắc ngược trên xe có swing up. Đây là kết quả. Nên mình sẽ chạy thử trên bánh lắp. Đầu tiên chúng ta phải chạy một cái file tính toán để khai báo các thông số của hệ thống, đồng thời là tính ma trận AB, khai báo ma trận Q, ma trận IR và tính ma trận điều khiển K. Mình sẽ chạy. Đây chúng ta có được ma trận AB và tính được ma trận K. Sau đó chúng ta sẽ vào Simulink và tiến hành chạy. Đây, chúng ta có kết quả. Kết quả là chúng ta đã điều khiển được con lắc nó hoạt động ở trạng thái mong muốn, đó là tại vị trí x bằng 0, theta bằng pi tức là 180 độ, x chấm bằng 0 và theta chấm bằng 0. Chúng ta cũng có thể tạo quan sát mô hình 3D thông qua khối VRSync của Simulink. Chúng ta sẽ quan sát thử. Ở đây bạn sẽ thấy là nó sẽ không giống với thực tế cho lắm vì nó đạt được trạng thái cân bằng hơi nhanh. Nhưng mà cơ bản chúng ta đã điều khiển thành công và đã đưa được con lắc nó thăng bằng tại vị trí mong muốn. Em xin kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.